Khi chúng ta cô đơn, chúng ta hờn tủi, chúng ta không biết làm sao để mà xử lý được cái niềm cô đơn, cái niềm hờn tủi đó, chúng ta đi kiếm âm nhạc, chúng ta đi kiếm thức ăn, chúng ta lên internet, chúng ta làm đủ cách để có thể khỏa lấp cái nỗi khổ niềm đau đó. Đó là cái phương pháp của đại đa số chúng ta. Chúng ta trốn chạy niềm đau nỗi khổ của mình, tại chúng ta sợ, chúng ta sợ cái nỗi khổ niềm đau đó nó sẽ tràn ngập mình và mình chịu không nổi. Chúng ta không có đói, nhưng mà chúng ta vẫn đi mở tủ lạnh tìm thức ăn mà ăn. Là tại vì ăn như vậy thì hy vọng rằng mình có thể quên được trong chốc lát những cái cô đơn, những cái khổ đau của mình, những cái lo lắng của mình. Chúng ta thấy cái chương trình TV không có hay gì mấy, nhưng mà chúng ta không có can đảm tắt nó. Tại vì tắt nó thì chúng ta phải trở về với tự thân và phải đối diện với niềm đau, nỗi khổ. Cho nên chúng ta cứ mở TV để khỏa lấp những cái nỗi khổ niềm đau. Chúng ta đọc báo, chúng ta nghe nhạc, chúng ta trò chuyện, chúng ta làm đủ cách để khỏa lấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Đó là tại vì chúng ta chưa biết tu, chưa biết cái phương pháp xử lý nỗi khổ niềm đau để chuyển hóa nó. Trong đạo Bụt chúng ta học rằng cái nỗi khổ niềm đau của mình nó cũng có ích lợi, chứ không phải là chỉ có làm cho chúng ta đau khổ mà thôi. Cũng giống như là muốn trồng sen thì mình phải có bùn, nếu không có bùn thì không có sen. Thì cái hạnh phúc của mình là một thứ sen, mà nếu không có bùn thì không thể nào tạo ra hạnh phúc được. Cái sự thật là những cái nỗi khổ niềm đau của mình cũng có ích lợi nếu mình biết cách sử dụng, thì mình cũng có thể trồng ra những cái bông sen của hạnh phúc. Cho nên trốn chạy niềm đau nỗi khổ không phải là cách hay nhất. Cách hay nhất là trở về nhận diện những cái niềm đau nỗi khổ đó, ôm ấp nó, nhìn sâu vào nó và chuyển hóa nó. Cái sự thật là khi mà chúng ta biết cách khổ đau, if you know how to suffer, thì chúng ta sẽ khổ đau rất ít. Cái người biết khổ đau, biết cách khổ đau thì sẽ khổ đau rất ít. Mà cái đó mình phải học mới được. Và trong những khóa tu của mình đây, mình có thể học được những điều đó. Làm thế nào để khổ đau cách nào mà mình khổ đau rất là ít, và mình học được rất nhiều từ khổ đau đó. Và mình có thể đi xa hơn để có thể sử dụng được những khổ đau đó để chế tác ra những cái bông hoa hạnh phúc. Như là người trồng sen có thể sử dụng được bùn và làm ra những bông sen. Trong đạo Bụt chúng ta học rằng phiền não với bồ đề là nó có dính líu với nhau. Phiền não nếu biết cách thì mình chuyển nó thành bồ đề, khổ đau mà biết cách thì chuyển nó thành hạnh phúc. Mà cả hai đều có tính cách là hữu cơ. Cho nên cái cách mà chạy trốn khổ đau không phải là cái cách hay nhất. Thì chúng ta bắt đầu khóa tu bằng cách trì niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người đã từng khổ đau và đã biết thực tập, đã biết trở về để lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của chính mình và chuyển hóa được, cho nên trở thành nhẹ nhàng, giải thoát. Và do đó cho nên khi mà nhìn thấy những cái nỗi khổ niềm đau của người khác thì vị Bồ Tát đó có thể hiểu liền được, hiểu ngay được. Và vì đó có khả năng lắng nghe. Nếu mình biết ngồi lắng nghe người kia theo cái kiểu của Bồ Tát Quan Thế Âm thì người kia sẽ bớt khổ nhiều lắm. Đó là cái phương pháp lắng nghe.
với tâm từ bi. Tiếng Anh gọi là compassionate listening. Đó là cái hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm biết ngồi để lắng nghe người kia. Và do Ngài có thể lắng nghe bằng tâm từ bi, cho nên người kia bớt khổ sau 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Thì mình cũng vậy. Nếu mình học được cái hành lắng nghe, và mình nghe được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia, và nghe với tâm từ bi, thì người kia sẽ bớt khổ sau 1 giờ lắng nghe. Và mình có thể làm được như Đức Quan Thế Âm. Nhưng mà cái sự thật là khi mà mình lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của mình được rồi đó, và hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình rồi đó, thì mình lắng nghe và hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người kia dễ hơn nhiều lắm, dễ hơn gấp 10 lần. Cho nên bắt đầu chúng ta phải lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta, và chúng ta phải trở về tự thân của mình để lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau, phải công nhận nó, phải ôm lấy nó, phải lắng nghe nó. Đó là cái sự thực tập của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên chúng ta gọi Đức Bồ Tát là Bồ Tát lắng nghe, The Bodhisattva of Deep Listening. Thì khi mà các thầy, các sư cô niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì cái lần đầu thì họ trở về với tự thân để họ tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau của họ. Tại vì trong chúng ta người nào cũng có những nỗi khổ niềm đau. Và những nỗi khổ niềm đau đó có thể do cha mẹ truyền trao lại cho mình. Trong niềm đau của mình, nó có cái niềm đau của bố mình, của mẹ mình. Trong niềm đau của mình, nó có niềm đau của tổ tiên, của dân tộc của mình. Cho nên khi mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình, thì mình có thể hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của bố, của mẹ, của tổ tiên, của dân tộc mình. Và cái mục đích của sự lắng nghe nỗi khổ niềm đau ở trong tự thân của mình là để cho cái hiểu và cái thương nó được chế tác ra. Hiểu đây tức là hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau đó. Và khi mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau thì tự nhiên cái năng lượng từ bi nó được chế tác. Ví dụ quý vị ngồi nhìn một người, người đó có thể là chồng mình, có thể là vợ mình, có thể là con trai của mình, có thể là bố mình, em mẹ mình. Mình nhìn một cách sâu sắc, có niệm, có định và có tuệ, thì mình có thể thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó. Ban đầu thì mình nghĩ rằng chỉ có mình khổ thôi, cái người kia chỉ có làm cho mình khổ chứ người kia không khổ. Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ thì mình thấy trong người đó nó có những nỗi khổ niềm đau. Người đó là bố, người đó là mẹ, người đó là con trai, người đó là con gái, người đó là chồng của mình hay vợ của mình. Người đó chắc chắn có những nỗi khổ niềm đau mà mình chưa hiểu được. Cho nên mình thường trách móc, hờn dỗi và có khi muốn trừng phạt. Nếu mình nhìn người đó một cách chăm chú và thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó, và hiểu được những nỗi khổ niềm đau của người đó, thì tự nhiên cái chất liệu từ bi nó ứa ra trong trái tim của mình, và mình bớt khổ liền lập tức. Mình không có giận người đó nữa, trái lại mình muốn làm cái gì đó hay nói cái gì đó để cho người kia bớt khổ. Đó là chuyện nó xảy ra rất thường đối với những người tu. Khi mình nhìn người kia và mình thấy được niềm đau nỗi khổ của họ, và mình hiểu được rồi đó, niềm đau nỗi khổ của họ, thì tự nhiên tâm từ bi nó phát khởi. Từ bi là một cái năng lượng có khả năng chữa trị. Và khi cái chất liệu từ bi nó ứa vào trong trái tim của mình, thì trái tim của mình dịu xuống liền lập tức. Mình bớt khổ rất là nhiều. Và do đó cho nên mình nhìn người kia được bằng con mắt từ bi. Mình thấy tội nghiệp. Mình không có giận người đó nữa. Mình không có muốn trách phạt người đó nữa. Trái lại mình muốn nói một câu gì hay làm một điều gì cho người kia bớt khổ. Đó là cái chuyện nó rất là dĩ nhiên. Hiểu được nỗi khổ niềm đau thì năng lượng từ bi nó được chia tan.
Cho nên khi các thầy các sư cô niệm đức Bồ Tát Quan Thế Âm để trở về với những nỗi khổ niềm đau của mình, không phải là để cầu cứu mà để chế tác cái năng lượng từ bi, tại cái hiểu nó luôn luôn đưa tới cái thương. Sở dĩ anh chưa thương được tại vì anh chưa hiểu. Nếu anh hiểu được thì tự nhiên anh sẽ thương. Mình hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình thì tự nhiên chất liệu từ bi được phát khởi và nó có công dụng, nó có công năng chữa trị cho mình và mình thấy nhẹ nhàng trong người, bớt khổ nhiều lắm. Cái hiểu nó đưa tới cái thương, mình phải học cái điều đó. Và khi mà các thầy các sư cô trì tụng cái danh hiệu đó lần thứ hai thì họ đưa cái tâm của họ tới cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Người kia có thể đang ngồi trước mặt mình, hay là bên tay trái mình, hay bên tay phải mình. Người kia có thể là bố mình, là mẹ mình, là chị mình, là em mình, là con của mình. Và khi mình niệm danh hiệu lần thứ hai thì mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó, của những người đó. Và mục đích cũng là để cho tức liệu từ bi nó có cơ hội được chia tác, thấy và hiểu được khổ đau thì tự nhiên năng lượng từ bi nó được chia tác. Và năng lượng từ bi một khi được chia tác thì có khả năng chữa trị và hàn gắn. Và khi mà các thầy các sư cô niệm lần thứ ba thì họ phóng tâm ra ngoài xã hội, trên thế giới, thấy được những nỗi khổ niềm đau khắp nơi trên thế giới. Chiến tranh, bạo động, hận thù, chết chóc, lục lội, hỏa hoạn, tai nạn, tù đầy. Và cái mục đích cũng là để làm cho cái tâm từ bi nó được giải tỏa. Thành ra cái thực tập mà trì niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm đó, nó có một mục đích là chế tác được năng lượng từ bi để năng lượng đó có thể chữa trị được mình và chữa trị được cho những người chung quanh mình, trong đó có người mình thương. Cho nên niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm không hẳn là một cái sự cầu xin quỷ lụy một vị thần linh, mà là một phương pháp thiền quán để chế tác năng lượng hiểu và thương. Thì khi mà các thầy các sư cô niệm như vậy chung thì các vị sẽ chế tác được một cái năng lượng chánh niệm và từ bi tập thể, một cái collective energy of mindfulness and compassion. Và nếu mình để cho mình để cho cái năng lượng đó nó ôm ấp mình, nó thấm vào trong da thịt và trong trái tim của mình, thì cái năng lượng đó có khả năng chữa trị cho mình ngay bây giờ và ở đây. Đó là năng lượng tập thể của chánh niệm và của từ bi chế tác ra bằng sự trì tụng. Chánh niệm là cái năng lượng cho mình biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, và từ bi là cái năng lượng có khả năng chữa trị. Trong cơ thể mình nó có những cái căng thẳng và đau nhức, tại vì mình đã không có giữ gìn chăm sóc cơ thể mình đúng cách. Mình đã làm việc quá nhiều, mình đã đày đọa cái tâm thân mình quá nhiều, cho nên là trong thân mình nó có nhiều căng thẳng, có nhiều đau nhức. Mà nếu mình để cho cái năng lượng tập thể của chánh niệm của từ bi nó thấm vào trong da thịt thì mình sẽ buông bỏ được sự căng thẳng và mình sẽ làm bớt, giảm thiểu cái đau nhức trong người của mình. Và muốn được như vậy thì phải dừng sự suy nghĩ, ngưng sự suy nghĩ. Tại khi mà mình suy nghĩ thì cái suy tư của mình nó kéo mình ra khỏi cái bây giờ và ở đây. Mình nghĩ về quá khứ, mình nghĩ về tương lai, mình nghĩ về những cái dự án của mình. Do đó cho mình không còn có mặt bây giờ và ở đây nữa. Mình không có mặt ở trong cái vùng năng lượng tập thể của chánh niệm và của từ bi nữa.
và mình không có được hướng được cái sự chữa trị của năng lượng đó. Cho nên khi quý vị ngồi nghe các thầy các sư cô trì niệm thì các vị nên chấm dứt sự suy tư mà để cho cái thân và cái tâm mình nó có mặt trong cái vùng năng lượng này thì mới có được sự chữa trị. Và muốn chấm dứt suy tư thì cũng dễ thôi. Mình chỉ cần chú tâm tới cái hơi thở vào và hơi thở ra. Nếu mình thật sự chú tâm vào hơi thở vào và hơi thở ra thì tự nhiên cái suy tư của mình nó chấm dứt. Mình sẽ không có suy nghĩ về quá khứ nữa. Mình sẽ không suy nghĩ về tương lai nữa. Mình không có suy nghĩ về những dự án của mình nữa. Tại vì cái tâm mình đang chú ý vào hơi thở. Và do đó mình chấm dứt được cái sự suy tư. Và mình đặt mình trong cái vùng năng lượng tập thể được chế tác do sự trì niệm của các bậc hành giả họ đã từng luyện tập. Nếu mình có mặt ở đây và bây giờ trong cái vùng năng lượng đó, nếu mình để cho cái năng lượng đó đi vào trong cái hình hài của mình, cơ thể của mình, thì mình có thể buông bỏ được những cái căng thẳng trong cơ thể và mình giảm thiểu được những cái đau nhức trong cơ thể. Và nếu mình có những cái nỗi khổ niềm đau nào trong trái tim đó, thì đây chính là lúc mình phải mở trái tim ra, mình để cho cái năng lượng đó đi vào. Mình phải phó thác cái hình hài và thân mạng mình cho cái năng lượng tập thể của từ bi và của chánh niệm đó. Mình thực tập như một giọt nước trong một dòng sông. Giọt nước nó để cho dòng sông ôm ấp và chuyển cho nó đi ra biển. Thì mình cũng vậy. Mình ngồi trong tăng thân, mình ngồi trong đại chúng, mình ngồi trong vùng năng lượng của tập thể của chánh niệm và của từ bi và mình nói rằng: kính thưa đại chúng, đây là những nỗi khổ niềm đau của con. Nhưng nỗi khổ niềm đau này tại vì con mới là người bắt đầu thực tập, cho nên năng lượng chánh niệm của con không có đủ để ôm ấp những nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên xin đại chúng sử dụng cái năng lượng tập thể của chánh niệm và của từ bi để ôm ấp giùm những cái nỗi khổ niềm đau của con. Mình mở trái tim ra, mình để cho cái năng lượng tập thể của chánh niệm có từ bi đó đi vào trong trái tim mình để ôm ấp. Và nếu mình làm được như vậy thì sau 5 phút hay 7 phút mình sẽ đỡ khổ rất là nhiều. Tại năng lượng đó nó có khả năng chữa trị rất là hay. Với điều kiện là mình phải để cho cái năng lượng đó đi vào trong trái tim để giúp mình nhận diện, ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau đó. Cũng như một bà mẹ ôm lấy đứa con. Em bé đang khóc và mẹ chưa biết em bé khóc là tại vì sao. Nhưng mà nếu bà mẹ ấm em bé lên và ôm lấy em bé một cách dịu dàng trong vài ba phút thì em bé sẽ bớt khổ liền. Tại vì trong cái hai cái cánh tay của bà mẹ nó có chất liệu của sự dịu dàng, của sự thương yêu. Và cái năng lượng của dịu dàng của thương yêu đó nó đi vào trong da thịt của em bé. Và do đó cho nên em bé bớt khổ, nó nín khóc. Tuy là bà mẹ chưa biết rõ tại sao nó khóc, mà ngay cái chuyện mà ôm lấy nó một cách rất là dịu dàng, tắt điện thoại, thì đã đem lại một cái sự chuyển hóa nào đó rồi. Thành ra chúng ta sẽ hãy thực tập như là một em bé để cho bà mẹ ôm lấy. Bà mẹ đây tức là năng lượng tập thể của chánh niệm và của từ bi chế tác được do cái sự trì tụng. Chúng ta hãy thực tập như một giọt nước để cho dòng sông ôm lấy và chuyên chở, đừng có chống cự. Cái đó gọi là quý y tăng, taking refuge in the sangha. Nó có thể là trong khi nghe trì niệm quý vị sẽ có cái nỗi yếu khóc. Tại vì khi mình tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau mình thì mình đôi khi có quyền muốn khóc. Thì chúng ta được có quyền khóc, nhưng mà trong cái khóc chúng ta phải nhớ theo dõi hơi thở và nhớ để cho cái năng lượng đó nó ôm ấp nỗi khổ niềm đau của mình. Thì ngay trong đêm nay mình có thể có được một sự chuyển hóa, có một sự trị liệu
nếu mình biết cách tham dự vào cái buổi thực tập này. Xin quý vị ngồi cho thoải mái, theo dõi hơi thở và để cho cái năng lượng tập thể của chánh niệm và của từ bi nó đi vào trong cơ thể của mình, và mình sẽ có được sự chữa trị và nhẹ nhàng sau đó. Và các thầy sẽ... Thank you.
Thưa đại chúng, trong khóa tu này chúng ta phải thực tập hơi thở và bước chân cho nó nghiêm chỉnh. Mỗi hơi thở vào nó phải có khả năng đưa chúng ta trở về với giây phút hiện tại. Và khi mà chúng ta trở về với giây phút hiện tại thì chúng ta không còn suy nghĩ về quá khứ, về tương lai nữa. Chúng ta trở về với giây phút hiện tại là tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Tiếp xúc với cái hình hài của mình trước. Rồi tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống trong mình và xung quanh mình. Trước hết là để nuôi dưỡng. Khi mà mình ngồi với cái máy tính 2 giờ đồng hồ, thì trong suốt 2 giờ đồng hồ đó mình quên mất là mình có một cái hình hài, có một cái cơ thể. Mình đánh mất mình ở trong công việc, ở trong cái sự tìm tòi. Và khi mà cái tâm nó không ở chung với cái thân thì lúc đó không có sự sống đích thực. Ở bên đằng mai á, mình cũng phải dùng máy tính, nhưng mà các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, cư sĩ họ gài một cái tiếng chuông chánh niệm vào trong máy tính. Cứ mỗi 15 phút thì chuông thính, họ ngừng lại, họ trở về với hơi thở, tiếp xúc với hình hài của họ và tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống trong hình hài của mình và xung quanh mình, thở và mỉm cười và trở về mỗi 15 phút. Thì cái phương pháp thở chánh niệm đó, nó rất là màu nhiệm. Mình chỉ cần 3 giây đồng hồ hay là 4 giờ đồng hồ để thở vào thôi. Mình khỏi phải thở vào từ, tại vì mình tự nhiên thở vào thở ra suốt ngày, không cần phải cố gắng. Mình chỉ cần đem cái tâm mình chú ý vào cái hơi thở vào. Cái đó gọi là thở có chánh niệm. Còn người ta không tu thì thở không có chánh niệm. Thở có chánh niệm là tôi đang thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Và mình theo dõi cái hơi thở vào của mình từ đầu cho tới cuối, 3 giây hoặc là 4 giây. Nếu mà mình để ý, chỉ để ý cho hơi thở thôi, mình chỉ tập trung tâm ý vào hơi thở thôi, thì có một cái gì nó sẽ xảy ra. Để ý tới hơi thở tức là chánh niệm về hơi thở, và tập trung hơi thở là có cái tức định, có niệm và có định. Niệm là mindfulness và định là concentration. Và khi mà mình có niệm và có định thì cái hơi thở của mình là cái đối tượng duy nhất của cái tâm mình. Tâm mình chỉ để ý tới hơi thở và tập trung tới hơi thở thì tự nhiên cái sự suy nghĩ nó dừng lại liền. Đó là cái chuyện đầu tiên nó xảy ra, ngưng sự suy nghĩ. Phần lớn những cái suy tư của mình là nó vô ích, càng suy nghĩ thì càng rối bên. Cái đó gọi là tà tư duy. Chúng ta sẽ học cách tránh tư duy, và tuy tư duy như thế nào mà chúng ta có được những cái thấy đúng đắn về sự thật. Tránh tư duy tức là right thinking, tà tư duy là wrong thinking. Phần lớn những cái tư duy của mình hàng ngày ấy, nó chỉ làm cho mình rối ren thêm. Vì vậy cho nên cần phải chấm dứt. Với lại cái tư duy đó không cho mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Trời rất là xanh, cây rất là tươi, gió rất là mát,
những bông hoa nở rất là đẹp, nhưng mà tất cả những cái đó đối với mình không có, tại vì mình đánh mất mình trong cái sự suy nghĩ. Cho nên ngưng sự suy nghĩ rồi để có cơ hội tiếp xúc với sự sống, mà sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Do đó thở vào có chánh niệm, thở vào mà chú ý tới hơi thở, và nhiếp tâm vào hơi thở, thì tự nhiên mình chấm dứt được rồi suy nghĩ và mình trở về được với giây phút hiện tại. Chỉ cần có 3 giây, 4 giây đồng hồ là mình có tự do. Những cái lo âu và những cái sợ hãi, băn khoăn thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai, nó cũng chấm dứt. Rồi những cái tiếc nuối, những cái đau buồn về quá khứ, nó cũng chấm dứt. Vậy vậy cho nên trong khi mình thở vào có chánh niệm thì mình có được rất là nhiều tự do. Tự do đối với quá khứ, tự do đối với tương lai, tự do đối với những cái dự án, những cái đau buồn của mình, có rất nhiều tự do. Và nếu muốn duy trì cái tự do đó dài hơn thì mình thở ra cũng như vậy, rồi thở vào cũng như vậy, thở ra cũng như vậy. Trong cái thời gian mà mình thở vào và thở ra có chánh niệm, có chánh định, thì mình là một con người có nhiều tự do hơn. Và nếu cần phải làm một quyết định nào đó thì quyết định đó nó sẽ tốt hơn là khi mà mình bị ảnh hưởng bởi cái những lo buồn, giận hờn, nó liên hệ tới quá khứ hay tới tương lai. Thì bước chân của mình cũng vậy. Nếu mình bước một bước mà có chánh niệm thì mình tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Phần lớn chúng ta đều bước đi như những người thị du đó. Chúng ta bước chân không có ý thức, và chúng ta đi như là chạy, chúng ta hối hả đi về tương lai. Trong khi người tu họ có khả năng dừng lại trong giây phút hiện tại, chỉ vì cái lý do là sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Cho nên trong khóa tu này chúng ta phải thực tập cho nghiêm chỉnh cái hơi thở và cái bước chân. Mỗi hơi thở phải đưa chúng ta trở về với giây phút hiện tại, để chúng ta được tự do đối với quá khứ và tương lai. Mỗi bước chân phải đưa chúng ta về hiện tại, để chúng ta được tự do đối với quá khứ và tương lai. Từ trên xóm cách thầy là xóm vững chãi Solidity Hamlet, và đi xuống xóm các sư cô là Clarity Hamlet. Con đường đó gọi là đại lộ của hơi thở. Và khi mà đi trên đường đó thì chúng ta phải đi những cái bước chân thẳng thơi và theo hơi thở, không có nói chuyện. Trong suốt 4 ngày của khóa tu là như vậy. Con đường đó là để đi và để thở trong chánh niệm. Chúng ta sẽ sắp đặt để đừng có cái xe hơi nào lên xuống trong những ngày tu. Và quý vị sẽ thấy các thầy các sư cô khi mà đi lên đi xuống đường đó là luôn luôn đi từng bước thẳng thơi, và những bước chân của các vị được phối hợp với hơi thở của các vị, hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm giúp chúng ta an trú trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với những mầu nhiệm của sống hiện tại để được nuôi dưỡng, để được trị liệu. Và cũng chính trong giây phút hiện tại mà ta tiếp xúc được với những nỗi khổ niềm đau của mình, để chúng ta có thể ôm ấp và chuyển hóa. Vì vậy cho nên tu nghĩa là phải trở về với giây phút hiện tại, để học xử lý những cái nỗi khổ niềm đau, và để học chế tác những cái hí và những cái lạc, những cái niềm vui của sống. Thì chúng ta có thói nói chuyện nhiều, đi hấp tấp. Ở ngoài đời chúng ta như vậy rồi thì tới khóa tu chúng ta phải làm khác. Và cái kỷ luật của khóa tu là như vậy, là phải có sự im lặng. Im lặng không phải là chỉ ngừng nói năng, mà phải có sự im lặng ở trong đầu nữa. Ở trong đầu mình nó luôn luôn nó có những cái tư duy rất là ồn ào, rất là náo nhiệt. Nó như là một cái tổ ong
ở trong đầu. Vì vậy cho nên chúng ta chấm dứt sự nói năng không đủ, chúng ta phải chấm dứt cái sự suy tư đó. Nó có một cái, ở trong, tuy là cái miệng mình cũng có nói, nhưng mà cái đầu của mình nói. The mental discourse nó tiếp tục hoài hoài. Cho nên nếu mình muốn tu cho có kết quả, mình không muốn uống phí thời giờ của mình, tại mình chỉ có 4-5 ngày tu với nhau thôi, thì mình phải biết sử dụng thời giờ một cách rất là khéo léo. Mình phải hướng từng giây từng phút của khắp tu. Và do đó cho nên nếu mình nói chuyện và mình suy nghĩ thì đâu có thời gian để tu nữa. Vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập cái gọi là im lặng hùng tráng. Và chúng ta giúp cho những người khác cũng được thực tập. Nếu chúng ta nói chuyện thì người kia phải nghe, nhưng người kia phải nghe và phải đáp lại. Do đó cho nên chúng ta mất thời gian. Cho nên mỗi người phải làm một tiếng chuông chánh niệm. Khi đi, mình đi từng bước cho thảnh thơi, mỗi bước chân đưa mình trở về với giây phút hiện tại. Và khi thở cũng vậy, thở để ý tới thở, để chấm dứt sự suy tư. Và mình sẽ học trong những ngày sắp tới làm thế nào để chế tác niềm vui, chế tác hạnh phúc, làm thế nào để ôm ấp xử lý những khổ đau của mình. Nó rất là quý. Và nếu mình có những khó khăn trong cái liên hệ của mình đối với người khác, thì mình sẽ học cái cách để phục hồi lại sự truyền thông và để hòa giải với người đó. Những chuyện đó mình có thể học được và làm được ở trong cuộc sống. Mà chỉ cần 5 ngày thực tập tinh chuyên và mình có thể làm được những chuyện đó. Nhưng khóa tu mình tổ chức cho người châu Âu và châu Mỹ, thường thường là cả ngàn người. Khóa tu ở Canada vừa rồi là 1,000, ở Hồng Kông vừa rồi là 1,300 người, ở Canada cũng vậy, ở Blue Cliff cũng đông lắm, không có đủ chỗ. Và thiền sinh Tây Phương thực tập rất rất là nghiêm chỉnh. Mình là con cháu của Phật tử thì mình phải thực tập cho nghiêm chỉnh. À, tối nay thì thầy Pháp Hội và sư cô Trung Chính sẽ hiến tặng cho quý vị những cái hướng dẫn tổng quát để quý vị có thể thử hưởng được cái khóa tu này và đạt tới những cái chuyển hóa và những trị liệu mà mình cần có. Mời thầy Pháp Hội, mời sư cô Trung Chính. Sáng mai tôi sẽ gặp quý vị ở đây để mình ngồi thiền buổi sáng. Chúc quý vị có một khóa tu rất là vui, rất là thành công. Tối nay ngủ cho ngon. Kính thưa đại chúng, chúng ta được may mắn được sư ông chia sẻ những cái nét chính về sự tập chúng ta trong những ngày tới. Thường khi mà chúng ta tới một vị thầy nổi tiếng để theo học, thì trong tâm chúng ta thường mong muốn được nghe những cái lời giảng cao siêu, những cái tuệ giác siêu thoát, rồi những cái tư tưởng nó mà mình chưa có. Đó là một cái ý nghĩ rất là dễ thương. Nhưng mà đôi khi ta quên mất rằng những cái tư tưởng cao siêu đó, những cái tuệ giác mà được trình bày đó, nó chỉ có khả năng giúp chúng ta thay đổi cái nhận thức của mình thôi. Nhưng mà để đạt tới những cái tuệ giác cao siêu đó, cái nhận thức vượt thoát đó,
thì lại chính là những cái phương pháp thực tập căn bản mà vừa rồi được sư ông nhắc tới. Cho nên cái quan trọng nhất của những người tới học đạo là học cái cách thức để đạt được tới những cái điều mà chúng ta mong muốn đó. Thì sư ông đã dạo qua chúng ta những cái điểm chính trong cái việc cần phải biết trong cái khóa tu này. Trong những cái thiền ngữ của sư ông ấy, có cái sư ông có nói tới: đến được động pin sâu thẳm ấy, linh đang đổi cốt mới ra về. Nếu như chúng ta chỉ tới với cái nhận thức tiếp cận với những gì cao siêu, những cái vượt thoát, rất có thể ta sẽ không tiếp cận được những thứ mà nó thay đổi cuộc đời chúng ta, nó thay đổi tận gốc rễ cái đời sống của chúng ta. Thì xin đại chúng mình hãy quay lại với những cái vấn đề rất là thực tế mà một vị thiền sư có tuệ giác cao siêu quá đặt mối quan trọng hàng đầu, đó chính là cái nền tảng chánh niệm của chúng ta. Mọi pháp môn thực tập ở đây đều được dựa trên cái nền tảng xây dựng cái sự thực tập chánh niệm trong một cái pháp môn nào đó, giống như vừa rồi sư ông nói về hơi thở, về bước chân hay về những cái thực tập khác đều có được xây dựng trên cái nền tảng của cái sự thực tập chánh niệm. Vậy xin mời đại chúng mình cùng nhau phổ biết rằng trong đại chúng có rất nhiều người đã rất là thành thạo về những cái pháp môn thực tập căn bản này rồi và đã thu thập được rất là nhiều cái thành quả. Thế nhưng mà chúng ta đang ở trong khóa tu, vậy chúng ta hãy coi đây như một cái cơ hội để ôn lại những cái đó và để cho những vị khác chưa từng được biết đến những cái phương pháp thực tập căn bản cũng được hưởng lợi lạc. Như chiều nay thì có hơi sơ sót một chút là trong bữa ăn chiều chưa có người hướng dẫn cho những vị mới về pháp môn thực tập ăn trong im lặng. Thế nhưng mà có may mắn là chúng ta đã có rất là nhiều vị đã biết cách ăn trong chánh niệm, ăn trong im lặng như thế nào. Và khi có tiếng chuông đồng hồ vang lên thì rất nhiều vị đã thực tập ăn im lặng. Và chính vì thế nó hỗ trợ cho những vị khác. Họ thấy hình như có một cái gì đó lạ. Và những người biết đang làm và họ cũng đi theo được. Mặc dù chưa nhận được một lời hướng dẫn nào cả. Đó là bởi vì cái sự thực tập bản thân của những người đã biết. Thì xin hãy ý thức rằng những cái hành động của mình nó cũng giúp cho những người khác xung quanh rất là nhiều. Thì tôi xin cùng với sư chị Trung Chính sẽ chia sẻ cụ thể hơn về những cái chi tiết trong cái sự thực chúng ta. Giống như sư ông nói, có mặt ở đây, đã về, đã tới, đó là cái nền tảng của sự tập chánh niệm. Nếu chúng ta có mặt ở đây thì đó mới là ngay trong giây phút này. Thế nếu như chúng ta thực tập có mặt trong giây phút hiện tại thì cái sự sống nó mới có mặt. Còn nếu không ấy, thì giống như chúng ta đi lướt qua thôi, chứ nó không thực sự là cái sự sống. Theo dõi hơi thở cũng vậy. Tăng công cũng để mục đích là xây dựng cái năng lượng chánh niệm trong ta. Và khi cái năng lượng chánh niệm nó có đầy đủ thì cái định lực nó sẽ trở nên lớn hơn. Và cơ hội để chúng ta đạt tới cái tuệ giác, những cái thấy siêu phàm nó mới có cơ hội để trở thành là cái của chúng ta, chứ không phải là mãi mãi là của nghe người khác. Theo dõi hơi thở, thường như ông đưa ra một cái ví dụ để đi xuyên suốt trong cái hơi thở. Thở thì lúc nào chúng ta cũng thở. Thế nhưng mà thở của thiền tập nó khác, là chúng ta có cái năng lượng chánh niệm liên tục trong cái hơi thở đó. Thở vào. Mời đại chúng mình cùng thực tập. Thở vào. Thở ra. Trong khi thở vào thì mình để cái tâm ý của mình liên tục với cái hơi thở của mình. Đừng có để cho cái tâm ý nửa chừng nó bỏ chạy đi mất. Thở vào, nhưng đôi khi mình chợt nhớ rằng lúc đi mình quên chưa tắt cái đèn trong phòng chẳng hạn, thì đó chưa phải là chánh niệm hoàn toàn. Nó cũng có, nhưng mà nửa chừng nó bị bỏ rơi mất. Nhưng mà đúng cách là chúng ta có mặt liên tục với cái hơi thở. Thở vào, rồi thở ra.
mới đầu chúng ta chỉ cần nhận diện là nó đang thở vào hay là đang thở ra thôi. Chứ đừng có lẫn là hơi thở vào với hơi thở ra. Chỉ cần nhận diện nó có mặt đó, nó đang là hơi thở vào hay đang là thở ra. Sau khi thực tập một hồi thì cái năng lượng chánh niệm nó nhiều hơn, có thể chúng ta sẽ biết rằng cái hơi thở đấy nó đang là dài hay đang là ngắn. Cứ dần dần đi tiến tới như vậy, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy cái hơi thở nó nhẹ nhàng hơn, nó sâu hơn, cái chất lượng của nó càng ngày nó càng khá hơn. Thì đó, nhưng mà chúng ta cũng không cần phải xấu hổ khi mà chúng ta chưa đạt tới cái mức độ đó. Rất có thể là thở 5-3 hơi chúng ta lại quên mất, đang suy nghĩ về chuyện khác. Nhưng mà cũng đừng có xấu hổ, cái đó là một cái chuyện thường xảy ra. Đôi khi trong lúc ngồi thiền mình đang theo dõi hơi thở, nhưng mà cái buồn ngủ hay là cái đau chân nó phá mình, nó làm cho mình mất bớt cái sự chú ý về cái hơi thở, thì không sao. Cái đó là một cái chuyện bình thường. Nếu như nó xảy ra thì mình cũng có thể mỉm cười với nó, nhận diện với nó và nhắc nhở cho mình rằng đó không phải là một cái sự thất bại. Đó là một cái nó chưa nhuần nhuyễn trong sự thực tập. Không sao, với đại chúng chúng ta sẽ tiếp tục được. Khi mà chúng ta làm được như vậy thì những cái năng lượng của cái sự an lạc, của cái sự vững chãi, người ta có thể gọi nó là định hay là cái gì đó cũng được, nhưng mà chúng ta thường quen dùng nó là cái năng lượng của cái sự vững chãi trong ta, nó dần dần nó sẽ lớn lên. Lúc đầu nó có thể nó còn thô, nó còn chưa có được lâu dài, nhưng mà từ từ với cái thói quen của cái thân thể, của cái tâm ý, biết là nó sẽ được trở nên dài hơn. Cũng như vậy, chúng ta cũng sẽ áp dụng giống hệt như vậy trong cái năng lượng chánh niệm, trong những cái pháp môn khác. Thí dụ như khi đi thiền hành chẳng hạn. Vừa rồi Sông nói một cái tên mới là cái đại lộ của hơi thở. Cái tên đó rất là đẹp. Tại vì khi mà mình bước được một bước chân có an lạc, có vững chãi, có chánh niệm, thì là một bước của mình gần tới giải thoát hơn, gần tới những cái tuệ giác siêu phàm hơn. Không phải là đi nghiên cứu những kinh điển cao siêu rồi mới có những cái nhận thức siêu phàm được. Chính cái người đã có tuệ giác siêu phàm nói chúng ta biết là bằng cái phương pháp đó. Đi thiền hành như thế nào? Rất là đơn giản, ai có hai chân là đi được. Thế nhưng mà đi trong chánh niệm thì khác. Ta đặt một bước chân trên mặt đất, ta ý thức cái xúc chạm của bàn chân với mặt đất. Trong khi đi thiền hành, ta sử dụng cái hơi thở để mà kết hợp với bước chân. Nó giống như một cái chuỗi hạt vậy đó. Sở dĩ nó không có rơi rớt hạt nào ra ngoài là bởi vì nó có một cái sợi dây xuyên suốt giữa cái chuỗi hạt đó. Thì chúng ta cũng làm như vậy. Trong khi đi thiền hành, chúng ta sử dụng cái ý thức chánh niệm, cái hơi thở của mình, để cho mỗi bước chân nó đều được ở trong cái ý thức trọn vẹn của mình, không có bước nào rơi ra khỏi ý thức chánh niệm của mình. Đi như vậy chính là đi thiền hành. Đơn giản vậy thôi. Ta bước được một bước chân trong an lạc thì những cái năng lượng nó chưa lành trong ta, nó sẽ từ từ nó được ôm ấp và được chuyển hóa. Có thể rằng trong khi ngồi thiền, nhiều người gặp khó khăn bởi vì cái cơ thể của chúng ta đôi khi nó chưa quen với cái chuyện ngồi lâu. Ngồi 5-10 phút, 20 phút, 30 phút thì cái cơ thể nó bắt đầu nó phản ứng, nó đau nhức, nó ngứa, rồi nó sinh ra đủ chuyện. Thế nhưng đi thiền hành thì dễ hơn rất là nhiều. Cơ thể mình nó vốn quen với cái chuyện bước đi rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, bỏ thêm một cái ý thức chánh niệm vào trong từng cái động tác của nó. Bước một bước chân trong chánh niệm, hai bước chân trong chánh niệm, từ từ cái cơ thể nó sẽ quen.
Và cái năng lượng an lạc và vững chãi trong lúc đó, nó sẽ từ từ nó sẽ xuất hiện. Đôi khi vì cái sự mong muốn muốn có an lạc, nó cũng làm chúng ta thất bại. Đôi khi đi cùng với đại chúng, ta cũng bước những cái bước chậm rãi đó. Thế nhưng mà có thể cái tâm ý của mình nó đang rối bời lên. Nó quen suy nghĩ chạy về kia, quên mất là chưa dặn con ở nhà phải làm gì trong lúc mình tham dự khóa tu chẳng hạn. À, nó có, nhưng đừng có xấu hổ về cái chuyện đó. Nó thường thôi, không sao. Thì với những người đi bên cạnh, có cái năng lượng chánh niệm sẽ nhắc cho chúng ta. Chỉ cần cái sự có mặt, cái năng lượng của họ là đã đủ để nhắc chúng ta rồi. Đi về trong... Trong cuốn Thiền Hành Yếu Chỉ, sư ông có nói, ngay cả cái ý muốn an lạc trong khi đi thiền hành, chúng ta cũng phải buông bỏ thì mới có cái an lạc thật sự. Nó vi tế như vậy đó. Cái an lạc nó chỉ xuất hiện khi mà chúng ta không có những cái mong muốn. Ngay cả cái mong muốn về an lạc cũng phải buông bỏ. Thì cái an lạc thực sự của từng bước chân nó sẽ xuất hiện. Và đó là một cái sự thay đổi màu nhiệm trong cái đời sống hàng ngày. Nếu như chúng ta có cái thói quen đi trong chánh niệm, tất nhiên cũng phải nói thiệt rằng là để đạt được từng bước chân đều là chánh niệm, đều là vững chãi cả, thì nó cũng còn chưa hơi khó. Nhưng không sao, đừng có xấu hổ gì về chuyện đó. Chúng ta có cái thói quen vừa đi vừa nói chuyện. Cái chuyện này sông nhắc 20 năm qua, 30 năm qua, 50 năm qua. Thế nhưng mà nhiều người có cái trình độ năng lượng thực tập chánh niệm rất là cao nhưng cũng chưa làm được. Thú thiệt là ngay cả các thầy, các sư cô đôi lúc cũng quên. Thế nhưng mà không phải xấu hổ vì điều đó. Tại vì chúng ta thực tập nó còn chưa miên mật. Thì có những cái lúc mà nó chưa có hoàn toàn. Nhưng không sao, chỉ cần mình ý thức được điều đó thì trong tâm ý mình nó đã có một cái sự thay đổi rồi. Khi mà đi thiền hành như vậy, một bước trong an lạc, hai bước trong an lạc, nhiều bước trong cái sự an lạc vững chãi, thì ta buông bỏ được những cái năng lượng lao xao trong ta, những cái lo lắng, cái phiền muộn, những cái nghét nữa hơn. Tại vì nó được thay thế bởi một cái năng lượng lành hơn nhưng rất là nhiều. Có một lần khi làm thị giả cho sư, lúc còn làm sư chú, sư có nói 50 năm qua sư chỉ dạy về bước chân hơi thở, 50 năm sau các con cũng sẽ chỉ dạy về bước chân và hơi thở mà thôi. Để chứng tỏ rằng cái mức độ quan trọng của cái pháp môn thiền tập đó như thế nào. Còn một sự thực tập khác mà chúng ta sẽ áp dụng rất là nhiều trong khóa tu này là ăn cơm trong im lặng, ăn cơm trong chánh niệm. Nhiều người trong chúng ta có cái niềm tin rất là dễ thương, ăn cơm chùa là có phước đức. Chúng ta nghe bà ngoại nói vậy, nghe mẹ nói vậy, rồi chúng ta cũng tin như vậy. Thế nhưng mà nếu mà con gái của mình hay là cháu của mình nó hỏi tại sao bà ngoại ăn cơm chùa lại có phước đức, cái niềm tin của mình đôi khi nó chỉ đơn sơ chứ mình cũng hiểu nó như thế nào. Để ăn cơm chùa làm sao có phước đức, chưa đóng góp được gì mà sao đã gọi là có phước đức. Nhưng thực sự ra nó mầu nhiệm ở chỗ là nó thực sự có xảy ra như vậy. Bởi vì khi đến chùa chúng ta được hướng dẫn ăn trong chánh niệm, thay vì ăn vội vã hay là ăn giống như chỉ để cho no bụng hay là thưởng thức cái món ăn không thôi, thì chúng ta được dạy ăn trong chánh niệm. Khi mà chúng ta tiếp xúc với từng miếng thức ăn, nó có cái sự quán chiếu trong đó, nhìn thấy mỗi cái miếng thức ăn đều là vị đại sứ của đất trời để gửi đến nuôi dưỡng cái thân này. Từng miếng cà rốt, từng miếng cơm, miếng rau xanh đều là đại sứ của đất trời để gửi đến nuôi dưỡng chúng ta. Trong đó có nắng, có mưa, có công lao của người nông dân, của những người buôn bán trong cửa hàng. Không phải chỉ chính là có tiền mua về mà là chúng ta sẽ có thể coi thường nó.
nó chính là đại sứ của cả cái vũ trụ này gửi đến chúng ta. Vậy thì cái sự tiếp nhận của chúng ta như thế nào, nó sẽ nuôi dưỡng chúng ta như thế. Đừng có nói là nó là vật vô tri vô giác, ăn vào xong một tiếng, hai tiếng, nó sẽ trở thành máu thịt của chúng ta, nó trở thành năng lượng thương yêu hay là giận ghét trong chúng ta. Đâu có thể nào nói rằng nó không phải là không có tri giác đâu. Thực sự chúng ta muốn nó là cái gì, nó sẽ nuôi dưỡng chúng ta theo cái hướng đó. Khi mà chúng ta ăn trong chánh niệm, ta có ý thức, thì nó nuôi dưỡng cả thân thể ta, cả những cái dòng sống trong ta trước đó và sau này. Nhai đều như nhịp thở, nuôi dưỡng cả cái dòng sống trong đó, nuôi dưỡng cả tổ tiên và cả con cháu nữa. Bởi vì khi mà chúng ta sống có hạnh phúc thì tổ tiên cũng hạnh phúc mà con cháu cũng hạnh phúc. Cái thức ăn này nó trực tiếp nuôi dưỡng thân này, nhưng mà đồng thời nó cũng nuôi dưỡng cái tâm thức này. Thì khi mà chúng ta ăn với cái năng lượng của sự an lạc, của sự vững chãi, cái sự có mặt đầy đủ, thì đồng thời chúng ta nuôi thân và cũng nuôi tâm. Và như thế là nuôi cả một cái dòng sống. Ăn như vậy thì phước đức rất là nhiều. Ta không cần phải vào bếp nấu cho được một món ăn hay là làm một cái việc công quả nào đó thì mới gọi là kiếm được phước đức. Không, chính những cái việc mà tu tập mà có hiệu quả, đem lại cái an lạc, cái thực chất cho chính mình. Cái việc tu có thực chất cho chính mình là cái việc mà tạo ra phước đức nhiều nhất. Và ăn như thế thì thực sự cũng phước đức nhiều không kém việc ngồi thiền hay đi thiền hành, hay là việc rửa một cái nồi hay là nấu một món ăn. Bởi vì mình biết thực chất của từng cái việc là khi mình xúc một muỗng thức ăn lên. Và chính vì mình ý thức được việc đó, cho nên mình không có ăn vội vã, không cần phải ăn để nhét cho đầy bụng hay là mau mau để đi sang làm việc khác. Chúng ta có đầy đủ thời gian để ăn, để thưởng thức, để tiếp xúc từng cái vị ở trong cái món thức ăn đó. Thì khi mà ăn được một bữa ăn trong chánh niệm như vậy, chúng ta có thể biết cách để trả lời cho đứa cháu gái của mình rằng là tại sao ăn cơm chùa lại là có phước đức. Bởi vì khi đó chúng ta hiểu biết từng cái hành động của chúng ta, hiểu biết được cái bản chất, cái ý nghĩa của cái việc đó, chứ không phải là đi cầu xin, đi kiếm bữa ăn chay để cho nó có thêm phước đức. Chúng ta là những người làm ra phước đức, và phước đức đó rất là nhiều. Thì cơ hội để chúng ta thực tập và ăn chung với nhau trong im lặng cũng rất là nhiều. Đôi khi vào quán thì mình đi thưởng thức cái món ăn nó rất là đậm đà vị, nhưng mà cái môi trường để mà chúng ta thực tập ăn trong im lặng và có mặt với nhau, có mặt với người thương của mình trong một bữa ăn, chắc chắn nó sẽ không nhiều bằng trong một cái khóa tu. Thì khi mà chúng ta ăn như vậy, chúng ta sẽ nhai thật kỹ để tiếp xúc thật là sâu sắc với từng cái miếng thức ăn. Có thể rằng là chúng ta có cái thói quen ăn vội vã, đôi khi gần hết bữa cái đĩa thức ăn rồi mới thấy mọi người hình như sau ăn chậm rãi và nó thong thả và tận hưởng thế, mà còn mình thì không sao, mình nhắc nhở mình còn có dịp nữa để làm lại cái việc đó. Thì chính khi đó chúng ta sẽ tạo dựng được cái thói quen, cái hiểu biết đích thực của nó. Và đó chính là cái tuệ giác siêu phàm chứ cái gì. Có một việc khác cũng có thể giúp chúng ta quay trở về trong chánh niệm, xây dựng cái định lực lớn lao, đó là việc nghe chuông. Nghe chuông đại hồng thỉnh lên, hay là chuông gia trì, hay là chuông đồng hồ, hay là chuông điện thoại, thì chúng ta cũng thực tập dừng lại. Dừng lại ở đây giống như chúng nói là dừng lại cả ở trong cái đầu của mình, chứ không phải chỉ trong thân thể không. Mình đang đi hay đang làm một việc gì đó, thì khi nghe tiếng chuông đồng hồ, hay là chuông gia trì, hay là chuông điện thoại, chúng ta đều thực tập dừng lại. Dừng lại ở đây để cho chúng ta có một cái cơ hội vượt qua cái tập khí của chính mình. Thường thì người ta mô tả cái tâm thức của mình nó như một cái con khỉ. Tâm ý mình nó luôn luôn chạy từ cái vấn đề này sang cái vấn đề khác. Thì rất thực tế là chúng ta có cái tiếng chuông đồng hồ, hay là chuông gia trì, hay chuông điện thoại,
Nếu như chúng ta biến nó thành một cái dấu hiệu để nhắc nhở mình thực tập, vượt qua cái tập khí của chính mình, thì cái hiệu quả nó trở nên rất là nhiều. Mời đại chúng mình thử thực tập nghe một tiếng chuông. Trong khi nghe tiếng chuông, mình sẽ không có suy nghĩ gì cả. Mình chỉ theo dõi cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình mà thôi. Khi mà nghe tiếng chuông gia trì thì ít nhất là chúng ta sẽ thở vào, thở ra 3 lần. Có thể là cái hơi thở của chúng ta nó ngắn, nó dài, nhưng mà hãy để nó tự nhiên, đừng có can thiệp vào là khiến cho nó phải dài hay phải sâu hơn. Đừng có nghĩ rằng là dài hơn hay sâu hơn là thành công, là hơn người khác. Không phải vậy. Nó thành công là thành công với chính mình, chứ không phải là để so với ai đó, hay là cân đo bằng thời gian. Nếu như mình theo dõi được hoàn toàn, mình giữ được cái tâm ý của mình nó có mặt liên tục trong khi nghe chuông, trong khi thở vào, thở ra đó, thì đó là sự thành công. Xin mời đại chúng mình thử xem. Thở vào, thở ra vài lượt như vậy là chúng ta thấy nó khỏe, nó nhẹ rồi. Nó chỉ vài chục giây, nhưng mà chúng ta buông bỏ được rất là nhiều thứ. Và chỉ cần một chút như vậy, nhưng mà cái hạt giống chánh niệm trong ta nó lớn lên. Những cái hạt giống tiêu cực nó sẽ yếu đi, bởi vì nó không được tưới tẩm. Trong khi đó cái hạt giống chánh niệm nó có cơ hội để lớn lên. Chỉ đơn giản như vậy thôi, không cần phải dựa vào những cái thứ gì thiệt là cao siêu, hay là để một người đã từng bước chân, có những cái bước chân an lạc, một người đã từng sử dụng được hơi thở để mà kiểm soát được cái cơn giận của mình, thì cái người đó có cái niềm tin nó khác hơn với những người chưa từng làm được điều đó. Cái sự hấp dẫn trong cái sự chia sẻ, hay là cái niềm tin trong cái ánh mắt của người đó, nó khác với những người chỉ nghiên cứu về lý thuyết, đã từng một lần sử dụng được hơi thở, kiểm soát được cái cảm xúc của mình, những cái tâm hành bất thiện của mình, thì người đó được gọi là có thực chứng. Thực chứng không phải là đợi khi có ánh hào quang tỏa ra mới gọi là có thực chứng. Không phải vậy. Thực chứng là cả một cái quá trình chúng ta tiến gần ấy. Càng ngày chúng ta xây dựng được cái năng lượng chánh niệm, định lực nó lớn lên, thì cái thấy chúng ta càng ngày nó càng sáng hơn, càng rõ hơn. Thì khi mà chúng ta làm được từng chút từng một, thì cái niềm tin nó lớn lên, bởi vì cái đó nó là một cái loại thực chứng không ai lấy thay thế nó được, bởi vì chúng ta cảm nhận nó trực tiếp bằng thân thể ta, bằng tâm thức của ta. Nó không phải là một cái thứ hoa mỹ nào để tô vẽ cả. Một người có khả năng ăn cơm trong im lặng, cười là một người cười trong cái an lạc, trong cái bước chân của mình, trong cái hơi thở của mình, không có bị lôi kéo bởi những cái tâm ý về chuyện khác, thì có thể biết rõ rằng mình đích thực con của Đức Thế Tôn, bởi vì đó chính là những điều mà Ngài muốn chúng ta thực tập chia sẻ với Ngài. Còn có những cái thực tập khác, ví dụ như ngồi thiền hay là làm việc chung, thì chúng ta cũng sử dụng trên cái nền tảng của chánh niệm để thực tập. Khi ngồi thiền, chúng ta đi ngồi chung với đại chúng. Khi mà nghe tiếng chuông báo giờ đi ngồi thiền, thì chúng ta chuẩn bị để vào thiền đường đi ngồi chung với đại chúng liền.
khi ngồi chung với đại chúng ta sẽ có một cái năng lượng rất là lớn. Ta học cách điều phục cái thân thể của mình. Nếu được thì chúng ta ngồi trong cái tư thế hoa sen, hai chân bắt chéo nhau, tay đặt nhau. Chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng và tập làm sao để cho hai cái đầu gối nó chạm xuống mặt đất. Có thể lúc đầu nó sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng mà không sao, mình từ từ mình sẽ làm cho cái cơ thể nó quen với cái tư thế đó. Điều quan trọng là chúng ta giữ cho cái lưng nó thẳng, tại vì nếu không thẳng thì nó sẽ mau mỏi và đồng thời nó làm ra những cái đau nhức trong cơ thể. Khi ngồi thiền thì chúng ta phải buông lỏng cái thân thể, giữ cho nó thẳng thôi chứ không phải là gồng cho cứng lên. Nếu như chúng ta mặc những quần áo mềm ấy, thì nó sẽ dễ ngồi thiền hơn. Điều quan trọng là mình chọn cái gối cho nó thích hợp với mình, giữ lưng cho thẳng, hai đầu gối và những cái đốt sống cuối cùng của xương sống á, đặt trên gối và hai đầu gối chạm xuống mặt sàn hoặc là cái nệm của mình. Thì khi mà ngồi ở trong cái tư thế đó, nó sẽ vững chãi hơn. Đôi khi mình nghĩ rằng là ngồi trên cái ghế nệm nó êm á, thì nó dễ chịu hơn. Nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Khi mà mình ngồi mà không, cái bộ xương của mình nó giữ vững cho cơ thể mình lâu hơn là cái cơ bắp. Còn nếu như mình để cho cái cơ bắp của trong thân thể mình nó phải gồng cứng để giữ cái tư thế của mình, thì một hồi nó sinh ra nhức mỏi. Mình hãy để cho cơ thể nó được tự nhiên, ngồi thẳng lưng hai tay. Sau đó rồi mình sẽ thực tập quay trở về với điều phục cái thân của mình. Mình sử dụng hơi thở, mình làm cho cái thân nó lắng động, cái tâm ý của mình nó lắng động. Cái này gọi là thiền chỉ. Mình dừng lại những cái lăng xăng trong tâm ý của mình, trong cái thân thể của mình. Có thể lúc đầu rằng sau khi ngồi chừng 5 phút nó sẽ hơi đau nhức, nhưng mà không sao. Đôi khi ta nhủ thầm là đôi khi chịu khó đi, thêm vài 3 phút nữa, thì có thể mình sẽ phát hiện ra cái mức chịu đựng của cái giới hạn của cái thân thể mình nó nhiều hơn là mình nghĩ tưởng lúc trước. Hai tay mình có thể đặt trên đầu gối hoặc là đặt tay nọ trên tay kia. Thì khi mà ngồi được trong cái tư thế hoa sen ấy, thì cái hiệu quả nó trở nên nhiều hơn. Nhưng mà nếu như cái thân thể của mình nó chưa quen ấy, thì mình cũng đừng có ép nó. Mình có thể ngồi bán già, một chân xếp lên trên thôi cũng được. Nhưng quan trọng là vẫn cứ phải giữ cho cái lưng nó thẳng. Còn nếu như cái thân thể của mình nó chưa quen với cái việc ngồi lâu trên gối ấy, thì mình cũng có thể chọn một cái gối. Nhưng mà ngồi trên một cái ghế, xin lỗi, thì cũng như vậy, chúng ta phải giữ cái lưng cho thẳng. Hai chân đặt cho chạm xuống mặt đất. Chứ đừng ngồi theo kiểu dựa lưng cho thoải mái ra phía đằng sau ấy, thì cái hiệu quả nó sẽ không có nhiều, mà nó dễ rơi vào cái hôn trầm. Mình vẫn phải giữ cái lưng cho thẳng để cái cơ thể nó được giữ trong cái ý thức trọn vẹn. Hai chân vẫn đặt ngực và hai tay mình đặt nhẹ nhàng trên đùi, trên cái đầu gối của mình. Mình cũng theo dõi hơi thở, mình cũng sử dụng cái phương pháp thiền chỉ. Rồi sau khi mà mình đã làm lắng đọng được thân và tâm mình,
thì mình có thể đi xa hơn trong việc quán chiếu những cái đề mục nào đó. Thì thường trong cái ngày đầu tiên của khóa tu á, mình sẽ có cái buổi thiền tập và ngồi thiền có hướng dẫn, sẽ có những cái thiền ngữ được sướng lên sau mỗi cái tiếng chuông để mình sử dụng cái đó làm một cái hướng dẫn trong cái thực tập của mình. Những vị nào đã quen trong cái việc điều thục thân thể và tâm ý của mình thì cũng vẫn có thể sử dụng những cái thiền ngữ đó để mình giúp cho cái năng lượng của đại chúng nó được an lạc và sâu hơn. Còn một thực tập nữa cũng rất là hữu ích là mình thực tập như một tăng thân. Khi ở trong tăng thân thì mình được nâng đỡ bởi cái sự thực tập rất là nhiều. Mình sẽ không phải cố gắng để nổi trội hơn ai để chứng tỏ cái sự thành công của mình. Thì các thầy các sư cô cũng thực tập như vậy. Thì những cái pháp môn được chia sẻ hay là gì, nó như là một cái đại diện của tăng thân thôi, chứ không có coi rằng người đó được rồi ai hôm nay. Thì khi chia sẻ chung cũng vậy, hay là đi thiền hành chung cũng vậy, ăn cơm im lặng hay là làm việc chung cũng vậy, chúng ta sẽ được thừa hưởng cái năng lượng của tăng thân. Bởi vì đôi khi mình chánh niệm không đủ, những cái hiệu suất trong thực tập những cái pháp môn của mình nó chưa cao, có những lúc nó chỉ được một nửa hay thậm chí thấp hơn, hay có những người được 90%, hay những người được 100%. Thế nhưng mà chúng ta đều thực tập đi như một cái dòng sông trong các tăng thân. Thì cái đó chúng ta sẽ cảm nhận được trực tiếp trong cái thời gian ở đây. Không cần phải biết là chúng ta thực tập được bao lâu, nhưng mà đều hãy ý thức rằng bên cạnh chúng ta có những người đang thực tập giống như chúng ta vậy. Thì khi đó mình sẽ cảm thấy rằng cái năng lượng của mình nó không phải chỉ của riêng mình, mà là của cả đại chúng, của cả một cái dòng sông. Thôi xin mời chị Trung Chính, một sư chị lớn của đại chúng, chia sẻ về thực tập im lặng. Tại vì đối với chúng ta, người Việt chúng ta, cái vấn đề này là một cái vấn đề khá lớn. Nó trở ngại cũng khá nhiều. Mình thông cảm với nhau, đó là một cái phần trong cái khó khăn lớn của mình mà mình phải thực tập. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sắc Ca Mâu Ni. Kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thầy Pháp Hội đã chia sẻ với quý vị rất là đầy đủ. Cho nên con cũng sẽ không có nói nhiều. Chỉ chia sẻ với quý vị còn một vài điều rất là nhỏ để quý vị nắm lấy để mà thực tập trong 5 ngày. Cũng như 5 ngày mà sư ông vừa nhắc chúng ta đó. 5 ngày này rất là quý, phải không? Có những vị ở rất là xa và cũng là
5 ngày cũng rất là hiếm cho chúng ta, tại vì quý vị biết là 2 năm mình mới có một cái cơ hội này. Cho nên những lời nhắc nhở của sư ông mà mình phải cố gắng thực tập. Quý vị làm được không? Phải làm. Tại vì mình đã bỏ thời gian, rồi công sức, rồi sắp xếp công việc, rồi mình mới đến được đây. Và khi đến đây rồi thì mình phải hết lòng để thực tập. Cũng như là xong nói những người Tây Phương, họ thực tập giỏi lắm, thực tập rất là thành công. Những gì của sư ông hay với thầy trao truyền là họ nắm đó, họ thực tập. Cho nên quý vị không có cơ hội thấy những người đó. Nhưng mà riêng chúng tôi thì thấy rất là rõ. Tại vì theo sư ông á, rồi thấy họ thực tập như vậy đó, tự nhiên mình cũng thấy là có nhiều khi mình còn kém hơn họ nữa. Là vì sao họ cũng nghĩ như vậy? Họ nghĩ là mình chỉ có mấy ngày thôi, cho nên mình phải hết lòng thực tập. Thì có những cái thực tập thêm nữa để cho quý vị đó là mình về đây mình sống như một cái gia đình, gọi là gia đình tâm linh của mình. Thì quý thầy quý sư cô cũng chia cho quý vị một cái gia đình. Mỗi vị sẽ có một cái gia đình không biết tên gì đó mà đến giờ thì chưa có biết những cái tên quý thầy sẽ chọn cho mình. Và quý vị, mỗi vị sẽ vào một cái gia đình để rồi mình trong cái giờ mình chấp tác, như là chấp tác cũng như làm việc đó, mà làm việc mình cũng phải áp dụng cái hơi thở với lại bước chân của mình nữa, khi mà di chuyển hay khi mình làm việc mình sắt gọ hay là mình rửa nồi. Ở đây có những cái công việc mà quý vị sẽ giúp cho quý thầy quý sư cô, đó là sắt gọ hay là rửa nồi hay là làm vệ sinh hay là recycle gì đó, những cái đổ rác gì đó, thì sẽ có những cái công việc đó để cho quý vị làm việc. Mà làm như vậy nhưng mà trong gia đình đó thì cũng có quý thầy quý sư cô ở đó, có mặt ở đó và cũng làm như quý vị. Và khi làm mình phải làm như thế nào để mà mình theo dõi được hơi thở, và mình nhờ cái hơi thở đó mà nó sẽ giúp cho mình làm mình không thấy mệt. Thành ra hơi thở rất là mầu nhiệm là cái chỗ đó. Cho nên là nhà sư ông thường nhắc chúng ta là hơi thở, bước chân, mà mình làm được thì mình sẽ thấy cái an lạc nó có hiện tiền là ngay trong tức khắc, chứ không có mình phải đi tìm ở đâu xa. Cho nên là trong 5 ngày mà quý vị quyết tâm thì quý vị sẽ làm được, chứ không khó. Hẳn như những cái thực tập rất là đơn giản, nhưng như thầy Pháp Hội chia sẻ cho mình đó, hơi thở. Mà nhiều lúc mình thở mình thấy có khỏe không? Không khỏe là tại vì mình đương lo lắng, mình đương suy nghĩ. Cho nên cái hơi thở mình nó không có được êm dịu. Mà làm sao mà mình cố gắng mình buông hết những cái suy nghĩ, cái lo lắng, cái tính toán trong đầu mình đó. Hay làm việc cũng vậy, quý vị chỉ chú tâm vào làm việc. Chẳng hạn như là phụ với thầy sắc gọn thì quý vị sẽ sắc gọn những con cà rúa, rồi mình theo dõi hơi thở và giúp cho mình, để mà mình giữ được hơi thở thì mình sẽ yên lặng, không nói chuyện mà chỉ có nói là nói nhỏ nhỏ. Rồi mình làm sao mà mình bớt được cái sự nói chuyện đó thì sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Như hồi nãy sư ông nhắc mình là làm sao mình phải thực tập im lặng. Mà ở đây chữ im lặng gọi là hùng tráng, nó có một sức mạnh. Sức mạnh nó đi thẳng vào trong nội tâm của mình,
để giúp cho mình được yên luôn cả cái đầu của mình luôn. Hôm nay suy nghĩ cho nên đôi lúc mình không có nói, nhưng mà trong đầu mình vẫn nói, nên làm sao mà mình ngừng liền. Thì cái dụng cụ mà giúp quý vị đó là hơi thở. Mỗi lần mà suy nghĩ một chuyện gì thì quý vị phải quay về và hơi thở nhẹ nhàng, không có khó khăn gì hết. Chẳng hạn như những lúc mà quý vị gặp cái cơn buồn, cơn giận, cơn lo gì nó đến, mà mình biết cách mình trở về với hơi thở mình. Mà nhiều lúc mình muốn cho chắc ăn, có nhiều khi quý vị để cái tay cái bụng mình đó, mình hít vào cái bụng mình đó, mình cảm giác cái bụng mình đưa vào thở ra, nó là giúp cho mình để mà mình ngừng lại sự suy nghĩ của mình. Thì thiền làm việc cũng sẽ giúp cho quý vị trong lúc mà mình chấp tác là mình đương thực tập đó, chứ không phải là mình làm cho nó vội vàng, cho nó xong. Thì giờ thì nó đi qua, nhưng mà công việc thì nó nhiều, nhưng mà quý vị cứ làm thong thả. Rồi khi mà đến giờ báo để đi sinh hoạt thì quý vị cứ để đó, là quý thầy, quý sư cô trong cái đội đó sẽ tiếp. Chứ mình đừng có vội vã, mình đừng hấp tấp lắm, thì cái sự thực tập của mình nó không có đạt được 100%. Đó là lúc mình thiền làm việc. Và còn một cái nữa đó là khi mà nghe chuông để mà báo để giờ mà mình đi chấp tác hay là mình ăn cơm, thì những lúc đó quý vị cũng sẽ ngừng lại để mà theo dõi những hơi thở. Mà ở đây quý vị Lục Nguyễn rất là may mắn là mình lắng nghe được cái tiếng đại hồng chuông, cho nên mỗi buổi sáng khi thức dậy mà lòng mình rất là an, rồi mình nghe được những tiếng chuông đó, nó đi rót vào, đi sáng vào trung tâm của mình, và mình thấy rất là mầu nhiệm. Cho nên là có những lúc quý vị sẽ được nghe đại hồng chuông buổi sáng và buổi tối. Thì nghe như vậy quý vị cũng cố gắng trở về với hơi thở của mình, để mà mình thực tập lắng nghe, cũng như là mình thực tập khi mình xếp hàng để mình đi lấy cơm á, nghe chuông báo để mình đi xếp hàng tới giờ ăn, thì thấy một cái hàng mọi người xếp rất là dài, nhưng mà mình đừng có lo lắng gì hết, mình chỉ thở rồi thế nào cũng đến mình thôi. Cho nên là mình không có vội vã, mà mình không có nóng, cũng như là mình lo lắng trong lòng mình không biết chừng nào tới yên bình, rồi mình đứng lâu quá hay là trời nóng, cứ trở về với hơi thở thôi. Hơi thở sẽ giúp cho mình an, và mình có cái sự bình an ngay tại lúc đó. Cho nên chỉ có 5 ngày đi qua rất là nhanh. Mong rằng quý vị sẽ hứa với mình, mình cố gắng, mình sẽ thực tập. Thì khi mà mình hứa với lòng mình thực tập, thì sẽ có kết quả thôi. Mình nói những cái gì của sư ông trao truyền, hay của làng Mai, hay là quý thầy chia sẻ đó, nó rất là đơn giản, và nó rất là thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Mình làm được thôi, tại vì mình không có chịu khó làm, chứ nếu mà chịu khó thì quý vị sẽ làm được. Và làm sao mà trong 5 ngày ở đây mà quý vị làm được, thì quý vị sẽ đem những cái mà mình tiếp thu được ở đây, mình trở về trong gia đình của mình, để mà mình có được cái sự thực tập nó liên tục. Chẳng hạn như khi quý vị đi dự 5 ngày ở đây mà quý vị hết lòng thực tập, thì tự nhiên mình thay đổi liền. Trước hết là mình thực tập, mình đi được những cái bước chân rất là an lạc, thì mình không có lo lắng, mình không có sầu khổ gì hết, thì tự nhiên trên khuôn mặt của quý vị sẽ thư giãn. Và khi thư giãn thì mình có một sự thay đổi rồi, thành ra mình có một sự tươi mát. Và khi tươi mát như vậy, nó nuôi dưỡng mình. Khi mình trở về nhà, mình thấy những người thân ở nhà mình, cho thấy mình đi 5 ngày mà mình về mình có sự tươi mát. Quý vị làm được không?
để mình cứ về, khi mình làm được mình về nhà để mình hiến tặng cho những người thân của mình. Mình có những vị rất là may mắn thì mình đi thực tập và có những người thân, còn có những vị thì mình chỉ đi có một mình, và làm sao mà mình thực tập để mà mình đem về, để mà mình chia sẻ cho những người ở trong nhà của mình đó, không có đi đó. Thì cái đó là cái món quà mà quý vị thực tập trong 5 ngày ở đây. Thì còn những cái hình như thầy Pháp Hội thì nói đủ hết rồi, không còn gì nữa. Và thời giờ cũng qua rất là nhanh, và quý vị đi cũng rất là xa. Đến đây chắc quý vị cũng còn mệt mỏi phải không? Nhìn thấy trên khuôn mặt thấy quý vị cũng còn những cái nét hơi mệt một chút. Nhất là quý vị ở rất là xa, giống như là vừa rồi thì ở đây quý thầy quý sư cô nhận được những cái món quà của quý vị mà rất là cảm động, là vì ở rất là xa rồi mà mang đồ nặng nữa, những cái món quà mà ở đây không có, hay là những món quà nhắc nhở về quê hương của mình, hay là những cái trái cây rất là dễ thương. Cho nên là quý thầy quý sư cô đã ngày hôm qua thì tối hôm qua thông chính đi lên nhà bếp đó, xong khi thấy những cái món quà đó quý thầy mới cho đem về cho quý sư cô, thì tối đó ngồi để mà chia ra làm sao mà đánh cho đủ. Thành ra lấy những cái rổ, những cái nơi để mình chia những cái trái cây của các em mang từ ở xa đến tới. Thì có một sư cô tới nói, sư chị tính ngày mai đi chợ sao? Mà soạn giống như là mình soạn hàng đó vậy. Thành ra thấy rất là vui, và thấy cái tấm lòng của quý vị về đây để tu tập, mà còn quý các thầy các sư cô, rồi mang những cái thức ăn hay là những thực phẩm hay những trái cây mà ở đây không có mang về đây. Thành ra khi nhận như vậy thì lòng rất là cảm động. Rất mong rằng những ngày ở đây thì quý vị sẽ cố gắng để mình thực tập. Thì những cái gì quý thầy, quý sư cô chia sẻ, mình chính thấy nó không có khó khăn, phải không? Quý vị thấy khó không? Không có gì khó. Tại vì mình thực tập từ từ thôi. Hàng như hồi nãy thầy Pháp Hội chia sẻ cho mình ngồi thiền đó. Thì khi mình ngồi, mà thầy nói mình ngồi thi thế hoa sen đó, mà khi mình ngồi không được, cái mình cố gắng, thì mình thấy mình nói, mình làm không được. Thôi mình ngồi tư thế nào cũng được hết, miễn là mình đừng có bị đau chân hay là bị cơ thể mình nó khó khăn, thì mình ngồi bán già cũng được, hay mình ngồi trên cái ghế tư thế nào quý vị cũng thể chọn. Và sáng mai là buổi sáng mà quý vị sẽ thực tập ngồi thiền chung với đại chúng. Và đặc biệt nữa là kỳ này quý vị thấy tăng đoàn về đông không? Rất là đông á. Thư viện Lộc Uyển năm nay rất là may mắn là vì tổ chức sau cùng, cho nên mình mới được như vậy. Chứ còn mấy năm thì mình tổ chức trước một vài nhà thư viện Lộc Uyển ở đây thì tổ chức, cho nên ít có các vị đông như hôm nay. Thành ra kỳ này là tăng đoàn về rất là đông, và cái năng lượng của tăng đoàn đông như vậy cũng sẽ yểm trợ cho quý vị. Quý vị đừng có lo, và cứ theo tăng đoàn để mình thực tập. Và điều quan trọng nhất là mình phải buông xuống những cái mà lo lắng, suy nghĩ, buông hết. Để buông xuống một cái, rồi mình mới thực tập được. Chứ còn mình còn nắm giữ, mình còn lo lắng, mình không biết là mình đi 5 ngày ở nhà có ai lo chuyện gì này kia không, hay là tiệm tùng mình có ai coi giùm không, hay là suy nghĩ này kia. Nhiều khi chúng tôi nghĩ chắc cũng có vài vị suy nghĩ như vậy. Bây giờ mình đừng suy nghĩ gì hết, buông hết, buông xuống luôn. Chứ không phải mình buông xuống để mà mình thư giãn hết toàn thân của mình, và mình đem hết cái năng lượng, cái sức mạnh hùng hậu của tăng đoàn yểm trợ mình, và mình cũng có cái sức mạnh như vậy, và mình thực tập, thì chúng tôi nghĩ là quý vị sẽ thực tập thành công.
không có khó. Tôi chia sẻ một chút nữa là khi biết thời của Bụt có một vị tín nữ thôi, mà bà ta biết được tăng đoàn của một số các vị tăng đoàn của Bụt, các vị xuất sĩ có một cứ mỗi năm 3 tháng an cư thì chọn một cái vùng để mà về đó an cư 3 tháng. Thì có một nhóm khoảng 30-40 vị xuất sĩ về đó để mà an cư. Thì cái bà tín nữ này bà thấy, bà biết được và bà mới đến cái chỗ các vị an cư đó. Và bà gặp các thầy và hỏi chứ các thầy tu tập như thế nào mà khi con đến đây con cảm thấy cái tu viện này nó 30 vị, 40 vị mà con thấy giống như không có ai hết, rất là yên như vậy. Thì quý thầy mới chia sẻ là quý thầy thực tập những cái mà Đức Thế Tôn đưa ra, những cái giống như là sư ông Làng Mai đưa ra cho mình đó, chẳng hạn như mình thực tập đi thiền hành hay là thực tập theo dõi hơi thở hay mình thực tập thiền, thì những cái đó là những cái đề mục hay là những cái đó thì Đức Thế Tôn cho các vị đó để các vị về để mà tu tập trong 3 tháng, làm sao mà mình phải đạt được kết quả chứng đắc được đó. Ngày xưa các vị gọi là chứng đắc. Thì bà tín nữ này bà nói chứ bạch quý thầy những cái pháp mà quý thầy tu đó chúng con tu có được không? Thì các thầy nói được, không có khó. Và các thầy cho bà và đưa bà một cái công án, bà về cái bà ngồi bà tu đâu có mấy ngày cái bà chứng đắc. Khi mà bà chứng đắc được rồi các bà nói màu nhiệm quá, pháp môn này rất là màu nhiệm. Thì bà mới nghĩ lại, nhìn lại các thầy, không biết các thầy có tu chứng được như mình chưa. Thì khi mà quý vị biết mình tu mình đạt được thì tự nhiên mình có được cái gọi là tha tâm thông, mình hiểu được người khác. Cho nên khi mà bà nhìn các thầy thì bà thấy các thầy chưa có đạt được, thì bà mới suy nghĩ là nguyên do như tại sao mà các thầy còn bị chưa có chứng đắc được như vậy. Thì các thầy, bà mới thấy là các thầy còn một chút xíu công việc phải lo lắng, phải làm này kia, cho nên chưa có đầu tư hết 100%. Còn cho nên bà tới, bà mới phát nguyện, bà nói từ nay nữa là tất cả những cái gì của quý thầy cần thì bà sẽ cung cấp, bà lo hết. Và khi như vậy thì các thầy rất là không có còn lo chuyện gì nữa hết. Cho nên các thầy hết lòng để mà hành trì trong 3 tháng và các thầy đắc được quả đó. Và bà tín nữ này cũng đắc được quả nữa. Cho nên là quý vị thấy cái pháp mà sư ông trao truyền cho mình đó không có khó. Các thầy các sư cô cũng đương thực tập giống như quý vị, và sư ông trao truyền có thể chia sẻ với quý vị, thì quý vị cố gắng nắm. Mà trong 5 ngày này mà nếu mà quý vị hết lòng với thực tập, nhiều khi quý vị chứng đắc nữa. Đắc những cái, chẳng hạn như mình đắc đây là mình đạt được, chẳng hạn như những bước chân thôi, bước chân mình đi chứ sao mà thật là an, thật là lạc. Tự nhiên về nhà, quý vị ở nhà cũng có cái niềm tin chắc là quý vị đạt được một cái gì, chứng đắc được một cái gì. Cho nên là những cái lời chia sẻ để mà giúp quý vị, cũng như động viên để quý vị cố gắng hết lòng để mà trong 5 ngày nay mà quý vị thực tập được thì quý vị sẽ có được cái an lạc ở trong thân của mình cũng như tâm của mình. Và khi mà về nhà được cái thì người nhà có cái được cái niềm tin, và mình sống đời sống mình đã có rất là nhiều cái hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Xã hội bây giờ rất là nhiều cái làm cho mình phải lo lắng, phải suy nghĩ, phải tính toán, mà mình đôi lúc mình làm đánh mất mình. Cho nên mình cố gắng làm thế nào trong 5 ngày này mình nuôi dưỡng được cái năng lượng chánh niệm đó, cũng như cái năng lượng của quý thầy, quý sư cô, cũng như là những lời của sư ông trao truyền, thì sẽ giúp cho quý vị thực tập thành công.
Dạ, con mấy lời chia sẻ và cảm ơn các thầy sư cô cũng như đại chúng đã lắng nghe. Và để không biết ban tổ chức còn cái gì để thông báo. À, kính thưa đại chúng, ngay sau đây mình sẽ thực tập im lặng hùng tráng liền để giúp cho đại chúng mình có thể thực tập cái chuyện này một cách tốt đẹp. Thì xin Phó Hội xin chia sẻ thêm một chút vài chi tiết. Tất nhiên là người Việt mình rất là trọng cái tình cảm, và khi lâu ngày gặp nhau thì mình cũng có cái khuynh hướng, mình có cái nhu cầu muốn chia sẻ rất là nhiều. Đôi khi chỉ cần là chào hỏi một vài câu hay là đó, thì Phó Hội đề nghị rằng tất nhiên mình biết rằng là mình có cái nhu cầu đó, thế nhưng mà cái cần thiết của sự thực tập nó cũng rất là nhiều. Nếu tại vì phần lớn trong chúng ta đây quen biết nhau với một cái số lượng người đông như thế này, và các thầy các sư cô cũng nhiều người quen biết tới ít nhất là hơn một nửa trong số này, thế bây giờ mà mỗi người phải gặp quen biết mình lại phải dừng lại chào một câu hay nói một hai hay dùng một hai phút để nói chuyện thì chắc chắn là không còn thời gian làm cho những cái chuyện gì khác. Đấy, cho nên Pháp Hội chọn cách là gặp người quen được thì chỉ cần xá chào một cái hay là cười một cái được rồi, mình ý thức để như vậy là mình ý thức người kia đang có mặt, thế là đủ. Chứ còn nếu không thì mình nói một hai câu rồi xa đà, đôi khi một phút, thử tưởng tượng mình quen một nửa trong này mà mỗi người dành một phút thì chắc không còn cái cơ hội nào để cho thực tập nữa, phải không? Thì như vậy chúng ta đã ý thức là phải làm gì được rồi, đơn giản thế thôi. Thì khi mà thấy mình thấy một sư cô hay một thầy nào đó chỉ cần cười với mình một cái rồi đi tiếp, thì mình cũng đừng có coi rằng là họ làm lơ mình, họ biết đấy, nhưng mà đang dành cơ hội cho cái gì nó thiết thực hơn, thì như vậy nó sẽ giúp nhau rất là nhiều. Thì nếu như trong chúng ta đã có rất nhiều người có biết cái cách ích thức sinh hoạt trong tu viện rồi, nhưng mà cũng còn nhiều người mới, cho nên cái sự vụng về lung túng đôi khi nó vẫn còn đó. Nhưng mà chúng ta hãy cho nhau cái cơ hội, đừng có vội vàng thấy những cái gì nó sai mình khiển trách liền thì nó mất đi cơ hội. Mình cứ tiếp tục để cho người đó có cái cơ hội để đi theo những cái cách thức sao cho nó đúng. Thì có một cái mình cần nhắc ban tổ chức nhờ Pháp Hội chia sẻ liền là mình đang ở trong cái khu vực rừng núi, cho nên cái nguy cơ cháy rừng nó cũng rất là nhiều. Bình thường thì buổi tối này mình đã cảm thấy rất là lạnh rồi, nhưng mà hôm nay vì cái thời tiết thay đổi, nó có gió sa mạc, gió thường gọi là Santa, cái gió đó nó nóng rất là nhiều và nó gây ra cái nguy cơ cháy rừng rất nhiều. Vậy xin đại chúng mình ý thức, mình đừng có để cho những cái vụ cháy rừng nó có thể xảy ra. Cái đó nó tội lắm. Mình đừng có đốt lửa ngoài trời, hoặc là đốt lửa ở đâu đó bên, hoặc là sử dụng đèn cầy hay là hương mà thiếu trách nhiệm thì nó có thể gây ra những cái vụ cháy rừng. Đặc biệt là cũng không dùng những cái đồ vật mà nó có thể gây ra cái sự phóng điện lửa, cũng không có nên dùng. Ở đây chỉ cần mình đi qua mùa khô rồi, trên lá khô rất là nhiều, đôi khi chỉ cần một cái tàn thuốc là nó có thể gây cháy rừng rất là dữ dội. Và bây giờ mấy trăm người ở đây mà đều thành bánh mì nướng thì tội lắm. Thì xin mình cùng nhau ý thức cái điều đó một chút. Vài ngày tới mình sẽ thấy rất là nóng, nếu như có gió nó thổi qua, thì xin đại chúng mình ý thức về cái điều đó. Và đồng thời mình bảo vệ sức khỏe mình bằng cách là uống nước cho nhiều, tại vì khi gió nó sẽ làm cơ thể bị khô, nó mất nước nhiều, thì mình tự bảo vệ mình bằng cách đó và giúp cho những người khác bằng cách không gây ra những cái sự việc đáng tiếc nào đó. Và nếu mà có thấy cái chỗ nào mà nó nguy hiểm mà nó mất trái thì xin báo liền để cho những người khác biết cách để xử lý. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình cũng đã tới gần tới 10 giờ rồi, thì mình sẽ nghỉ tại đây. Rồi trong mỗi cái sinh hoạt ấy, trước mỗi cái sinh hoạt mình đều có những cái thông báo cho cần thiết, thì xin đại chúng mình để ý theo cái đó. Tại vì hướng dẫn cho bao nhiêu cũng không đủ, mình cần cái sự trực tiếp của ngay thời điểm đó. Chúng ta sẽ nghe ba tiếng chuông, theo dõi hơi thở, rồi sau đó nghe tiếng khánh nhỏ, mình sẽ xả chân để xoa bóp nó. Trước khi ở đây thì mỗi cái
Thực tập chúng ta đều được bắt đầu hay kết thúc bằng 3 tiếng chuông. Thì xin đại chúng mình coi đó là một cái cơ hội để mình thực tập, quay trở về chính mình, theo dõi thở và hòa đồng cái năng lượng của mình với đại chúng. Mời đại chúng mình tận hưởng tiếng chuông và hơi thở của chính mình.